Vâng, ngay trong lúc ở tại cái khu vực check-in thì chúng tôi rất may mắn có thể cơ hội tiếp chuyện với ông Lê Dũng, đại diện của Vietnam Airlines ở tại San Francisco. Ông có thể cho biết là trong những ngày qua đó, cái công tác để chuẩn bị cho chuyến bay này như thế nào thưa ông? Đây cũng là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn và khẩn trương của chính phủ Việt Nam để di chuyển công dân khỏi những cái vùng dịch, trong đó là có cả Mỹ. Thì đây, trong những ngày qua thì Vietnam Airlines hết sức là nỗ lực để tổ chức cái chuyến bay này, vượt qua được rất nhiều những cái khó khăn trong việc là xin cấp phép và đáp ứng được các cái yêu cầu rất là khắt khe về an ninh, kiểm soát, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh của Mỹ. Nhưng mà trong cái thời gian rất ngắn vừa qua thì với sự hỗ trợ rất cao từ các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Mỹ và cũng được các cơ quan của Mỹ giúp đỡ rất nhiều, cho nên cho đến giờ phút này là chúng tôi đã thực hiện. Nhiều người vẫn thắc mắc là cái lý do mà ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua cái chuyến bay đáng lý ra đã được thực hiện đó, nhưng mà hoãn vào phút chót đó, thì đó là do bên phía Hoa Kỳ cũng như là do Vietnam Airlines chưa bao giờ thực hiện những chuyến bay này hay như thế nào thưa? Thực ra thì Vietnam Airlines đã bay khá nhiều chuyến đến Hoa Kỳ nhưng đều là các cái chuyến bay VIP chở các nguyên thủ quốc gia, hoặc là bay những chuyến ferry để lấy máy bay mới từ Mỹ về Việt Nam, còn chưa có lần nào là bay thương mại đến Mỹ. Cho nên lần này là chở khách, tuy là giải cứu công dân thì cũng là lần đầu tiên Vietnam Airlines đặt chân đến Mỹ để chở khách. Thế thì chúng tôi lúc đầu là đã được cấp phép của DOT, tức là Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, cùng Cục Hàng không Liên bang và một loạt cơ quan, trên cơ sở là Vietnam Airlines đã được cấp cái giấy là khai thác đến Mỹ. Tuy nhiên rằng là do chúng tôi chưa bay đến Mỹ cho nên vẫn chưa hoàn thành được tất cả các thủ tục của một hãng hàng không bay thường lệ đến đây, cho nên rằng là còn những cái điều kiện về an ninh an toàn của cơ quan vận tải, cơ quan kiểm soát về giao thông của Mỹ, họ yêu cầu rất là ngặt nghèo, thì nó vấp phải cái đó ở mức cuối cùng. Tuy nhiên thì sau những ngày vừa qua, như mọi người đã biết, thì nhờ cái sự giúp đỡ của các cơ quan ngoại giao, thì thì bên phía Mỹ đã cuối cùng cũng đã chấp nhận để cho chuyến bay này được thực hiện để đưa công dân về nước một cách coi như đến giờ này là cũng đang thực hiện cái công tác hiện nay. Thì đây cũng là một cái nỗ lực vô cùng to lớn để có thể vượt qua được rất nhiều những rào cản và vẫn phải chấp hành một cách nghiêm túc tất cả các quy định của phía Hoa Kỳ, được sự kiểm tra giám sát của họ rất cao. Ngay cả đêm hôm qua là những sự kết nối về hệ thống do các cơ quan kiểm soát an ninh của Hoa Kỳ, rồi Cục Hải quan và Biên phòng của họ yêu cầu sự kết nối phải đảm bảo rất cao, nhưng mà cũng có sự hỗ trợ và giúp đỡ, cho nên là đến ngày hôm bây giờ thì máy bay chuẩn bị hạ cánh và các khách đang được làm thủ tục. Như vậy thì ông có thể chia sẻ luôn là chuyến bay này cụ thể sẽ có bao nhiêu hành khách và cái chặng bay sẽ như thế nào thưa? Chuyến bay này chúng tôi đầu tiên là dự kiến dùng máy bay A350 và 787-9. Thì lúc đầu là sức chở chỉ được có 264. Thì nhưng mà thấy trước cái nhu cầu của khách rất là cao cho nên chúng tôi đã chuyển sang sử dụng máy bay 787-10. Và hôm nay là đã có 343 khách đã được đặt chỗ và đang check-in ở tại đây. Như vậy thì chuyến bay này sẽ đáp ở sân bay nào? Bởi vì chúng tôi có những cái thông tin nghe nói là không phải Hà Nội mà Vân Đồn, đúng không ạ? Vâng, cái hành trình của chúng tôi sẽ là từ San Francisco đến hạ cánh kỹ thuật tại sân bay Alaska, Ankara, sau đó bay thẳng về Việt Nam và đến gần Hà Nội thì chúng tôi sẽ chuyển hướng đi về Vân Đồn theo đúng cái yêu cầu của chính phủ là khách từ các vùng dịch là phải được
cách ly trong vòng một số ngày. Như vậy thì chuyến ngày hôm nay khi mà đã được sẽ được diễn ra như vậy đó thì nó có giúp ích cho những cái chuyến bay tương tự sắp tới hay không, cụ thể là ở tại Washington DC, thưa ạ? Tất cả những cái khó khăn của chuyến bay này mà đã vượt qua được thì đây cũng đã là một cái tiền đề rất là tốt để Vietnam Airlines qua cái chuyến bay này sẽ tiếp tục, đầu tiên là tổ chức thêm những chuyến bay kế tiếp để giải cứu công dân, vì hiện nay vẫn còn khá nhiều công dân đang có nhu cầu rất cao về nước. Và đây cũng là cái tiền đề rất là quan trọng để Vietnam Airlines có thể đánh giá, khai thác để chuẩn bị cho cái việc bay Mỹ sắp tới. Là người đại diện cho Vietnam Airlines ở tại Hoa Kỳ đó, riêng ông, cảm xúc của ông như thế nào về, có thể nói đây là chuyến bay lần đầu tiên trong lịch sử của Vietnam Airlines? Thực sự thì chúng tôi cũng rất mong muốn là Vietnam Airlines được bay đến Hoa Kỳ một cách nhanh nhất. Nhu cầu rất lớn, sự đòi hỏi rất cao, nhưng mà còn nhiều những cái khó khăn nhất định. Chuyến bay này sự thực là vô cùng khó khăn và đã được thực hiện trong một khoảng thời gian hết sức ngắn, mà đáng nhẽ sự chuẩn bị cần thiết phải rất dài. Thế thì chúng tôi khi mà máy bay chuẩn bị hạ cánh đến nơi, khách được check-in đây, sau nhiều những nỗ lực của tất cả các cơ quan của Vietnam Airlines, từ tổng hành dinh cho đến cơ quan đại diện ở tại đây, cùng với các sự hỗ trợ của tất cả các chính quyền các cấp, thì chúng tôi sự thực mà nói là cũng rất là vui, tại vì là nhìn thấy hành khách rất là mong muốn được về với quê hương của mình, với gia đình của mình. Giờ này họ hồ hởi, họ chuẩn bị được ra máy bay. Đấy là cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Vâng, như ông cũng biết là trong thời gian vừa qua, khi mà có thông tin về những chuyến bay giải cứu công dân này đó, thì trên mạng xã hội xuất hiện những cái ý kiến trái chiều về cái giá vé. Riêng ông đó, ông có thể chia sẻ là về cái mức giá này thì ông muốn nói gì? Như chúng ta đã biết thì cái việc bay, tổ chức bay đi Mỹ là một chuyến bay rất dài, xa hơn châu Âu rất xa. Sử dụng máy bay loại lớn thì ngoài những cái khó khăn rất nhiều như là các cái giấy phép như chúng tôi đã nói, rồi tuân thủ tất cả các quy định, thì chuyến bay đường dài như thế này mà lại không chở khách và không có hàng, tức là bay một chiều và sau đó lại phải dừng hạ cánh kỹ thuật thêm một điểm nữa tại Alaska, là một cái chi phí rất lớn với Vietnam Airlines. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã làm tất cả các công việc để làm sao cho chuyến bay này được thực hiện một cách tốt nhất. Và cũng rất may rằng là cho đến giờ này thì hành khách cũng đang được check-in với sự nỗ lực rất cao của tất cả các cơ quan đoàn thể, sự chỉ đạo của nhà nước cũng như là sự hỗ trợ của ngoại giao, và đặc biệt cũng là sự hỗ trợ của các cơ quan của hàng không, các cơ quan của có liên quan của nước Mỹ. Ban đầu thì em thấy hơi mắc, nhưng mà thực ra cũng đáng, tại vì đi đi qua bên này thì không có khách qua, với lại nói chung là cũng giấy tờ. Thực ra cái giá vé thì do một cái chuyến bay mà giống như chuyên để chở mà như vậy thì mình thấy cũng hợp lý. Em nghĩ là nó đắt cũng có cái lý do của nó, tại vì người ta sẽ bảo đảm an toàn cho mình. Mình về rồi mình cũng ở khu cách ly này nọ thì người ta cũng sẽ kiểu cung cấp chỗ ở, thức ăn cho mình nữa. Nên là em nghĩ là mặc dù nó hơi đắt thiệt nhưng mà nó đáng anh. Tôi thì thấy bây giờ trong tình hình này thì như thế thì cũng được. Cảm ơn cô. Đối với em thì em chấp nhận 2.000 vì em muốn được đi về và tùy những chuyến bay thương mại giờ và vẫn không khai thác, hoặc là chưa, hoặc là khai thác hạn chế, thì với giá 2.000 và được về thẳng để cách ly thì em nghĩ đó là giá ổn định. Cái giá này thực ra mà nói thì cũng chỉ được hỗ trợ được một phần trả lại cho chính phủ thôi, chứ mình nghĩ là Vietnam Airlines cũng chẳng bán được vé, cái gọi là bán vé này, nhưng cũng không thể lãi được cái chuyến bay này hay là kinh thương mại được. Trong cái thời buổi như thế này thì không có tiền lệ nào như vậy cả, thì mình cũng nên chấp nhận để đi về. Và ở Việt Nam mình thì
thức ăn ở đấy cũng miễn phí trong 14 ngày đấy thì cũng như vậy thôi. Nên mình cũng không thấy là thực sự là quá cao. Như vậy, sau bao cố gắng, cuối cùng thì Vietnam Airlines cũng đã thực hiện được chuyến bay bán vé đầu tiên ở tại Mỹ. Ngay sau khi chuyến bay mang số hiệu VN001 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh, trang nhà Facebook chính thức của sân bay quốc tế San Francisco đã có một trạng thái kèm theo hai tấm ảnh cùng với một chú thích như sau. Hôm nay là một ngày lịch sử tại sân bay quốc tế San Francisco khi mà chúng tôi chào đón chuyến bay chở hành khách đầu tiên của Vietnam Airlines đến Hoa Kỳ. Chuyến bay hồi hương này được khai thác trên một trong những máy bay Boeing 787-10 mới nhất của Vietnam Airlines. Sân bay San Francisco vô cùng tự hào chào đón chuyến bay đặc biệt này. Derek Phạm, Nửa Vòng Trái Đất TV, tường trình từ sân bay quốc tế San Francisco, miền Bắc California, Hoa Kỳ.